Rồi, xin chào các bạn đến với chương trình Thủ thuật Photoshop được phát sóng định kỳ vào thứ hai, thứ ba và thứ năm hàng tuần. À, ok. À, giờ bắt đầu ha, bây giờ bắt đầu các bạn muốn làm cái gì nè? Ok, giờ làm gì trước nè? Rồi, đây là điều cho ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với lại cái chức năng xóa phông. Ôi sao xóa phông nhanh dữ vậy? Từ từ thôi. Mình sẽ chọn cái đâu rồi? Đây. Stock của bạn nào mình quên tiêu rồi. Rồi ok ha, thì để bắt đầu thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đã tách vòn đấy hả. Từ từ, đầu tiên là planning mode thì cái này thì có nhiều bạn hỏi dữ lắm, lúc hầu như là nào bỏ câu hỏi lên là hỏi các bạn đang là thắc mắc về cái gì, thì hầu như lúc nào các bạn cũng trả lời là planning mode. Thì planning mode thì nó như thế nào? Thì thực tế nếu mà để phân tích được cái planning mode này cho nó đầy đủ á, stock của Nghĩa Trường đúng không? Long Quân Lê. À, mệt mệt quá. Rồi, ok thì giật hả? Có giật qua không? Mạng lag quá hả? Không phải đâu, âm thanh nó bị vậy là tại mạng nó yếu á. Rồi ok để bắt đầu ha. Thì blending mode thì nó blend thì tức là nó có nghĩa là hòa trộn. Và ok. Sao? Sao? Phải kêu không nhỉ? Kêu như thế. Bây giờ mình cứ bắt đầu mình cứ làm ha. Cuối cùng là tròn hay không vậy? Rồi nè, thì để bắt đầu thì mình sẽ hướng dẫn về blending mode. Nói về blending, rồi đầu tiên là cảm ơn bạn Nghĩa Trương đã share cái stock này ha. Thấy bạn post lên trên là blend retouch. Rồi để blending mode blend thì nó có nghĩa là hòa trộn, và trong Photoshop thì nó cho chúng ta rất là nhiều cái blending mode. Thì trong cái blending mode này nó chia ra cho chúng ta từng cái. Chị nói vậy em mới mất tập trung á. Rồi nó chia cho chúng ta từng cái phân mục như thế này, chúng ta dễ nhớ. Mỗi cái phân mục này thì nó có một chức năng nó tương đối giống nhau, nó hoạt động như một chức năng giống nhau. Thì Photoshop cho chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái phân mục riêng. Và mỗi phân mục như vậy nó có một vài cái chức năng cơ bản nhất, và trong đó thì mình sẽ phân tích từng cái. Bây giờ thì mình sẽ tạo cái một vài cái hình. Ô này mình sẽ để là màu đen. Cái màu đen của mình đang là ở foreground, tức là màu phía trên á, thì mình sẽ muốn fill, tức là muốn tô cái màu này lên trên vùng chọn, thì mình sẽ đè phím Alt Delete, Alt Delete ha, thì nó sẽ cho chúng ta cái ôi chà chà tạo đều mới đây, Alt Delete ha, thì nó sẽ fill cái màu foreground. Tiếp theo là màu background. Màu background thì nó là control delete nhớ ha, control delete là fill màu background, alternate delete thì nó là cho màu foreground. Và mình thêm một cái nữa, và cái này mình sẽ fill click chuột phải ha, fill với 50%. Rồi ok, tạm thời cho cái layer này qua đây. Đồng thời thêm một cái giải màu từ đen tới trắng, gradient ha, gradient đen tới trắng, từ đầu này kéo xuống, và thêm một dải màu bảy sắc cầu vồng.
sắc. Ok, trên này kéo xuống. Rồi, tạm thời chúng ta có cái này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái blending mode ha. Ở cái blending mode normal, tức là không có gì. Cái blending mode dissolve. Cái dissolve này thì tình mình không hiểu là Photoshop nó bỏ trong đây làm cái gì, bởi vì rất ít khi chúng ta sử dụng với nó. Thì cái chức năng của cái này thì nó sẽ phân tích ra từng cái pixel đơn lẻ, và nó khi chúng ta giảm opacity đi thì nó sẽ mất đi những cái pixel ở giữa. Cứ liên tục như vậy, nó tương đối là nó gọi là ngẫu nhiên, nó cứ sắp xếp ngẫu nhiên vậy, có cái nó mờ đi dần dần, chúng ta cứ giảm opacity xuống hết thì nó mất. Ứng dụng của cái thằng này ấy, thì đối với hình nhỏ thì mình gần như chưa từng thấy một cái ứng dụng nào. Mình nghĩ là cái này chắc cho cái những cái những bức ảnh lớn chẳng hạn, và xài brush mà chúng ta không để hardness, tức là độ đậm nhạt á, thì chúng ta sử dụng cái dissolve này thì nó nhẹ hơn, bởi vì chúng ta nó dựa theo từng pixel thì nó ít hơn, nó đỡ hơn. Nhưng mà chắc là không có ai sử dụng lớn đến cái mức đấy. Rồi tiếp theo cái phần thứ hai. Ở cái phần thứ hai này thì mình sẽ lấy một thằng đại diện, nó là Multiply. Ở cái nhóm này nó sẽ cho chúng ta ra một bức ảnh tối hơn ảnh gốc. Ok ha, thì bây giờ thì mình sẽ chia ra như thế này. Ở cái bức ảnh ở dưới này sẽ là bức ảnh mình sẽ gọi là ảnh gốc. Cái bức layer 1 này đây, ok, đây, ghi cái này đi. Ai chà, đây gọi là ảnh gốc. Và cái layer này là hòa trộn. Hòa trộn, ok ha. Thì ở cái layer X, ở cái blending mode, cái nhóm blending mode cùng với Multiply thì nó có chức năng là làm tối hình. Nhớ ha, làm tối hình thì làm sao để mình nhớ là nó làm tối hình? Nhìn lên cái chữ phía trên, darken. Dark nghĩa là làm tối, dark nghĩa là tối ha. Thì người ta có thể nhớ là Multiply sẽ làm tối hình, thì nghĩa là nó sẽ dùng những cái màu ở cái layer hòa trộn với cái màu ở dưới cho ra một cái kết quả là tối hơn. Thì khi mà chúng ta sử dụng Multiply ở cái nhóm thứ hai này thì chúng ta để ý cái kết quả này, màu trắng mất. Lý do tại sao? Bởi vì cái màu trắng á, thì nó không có dùng để mà làm cho tối hình được. Màu trắng mà trộn với cái kiểu gì nó cũng sáng lên hết á, không có tối đi được. Cho nên là nó sẽ cho chúng ta kết quả là màu trắng bị biến mất. Thì ok, màu trắng bị biến mất, nghe thấy quen không? Bây giờ nếu mà bây giờ từ giờ trở đi các bạn muốn muốn tách nền chẳng hạn, mà có một cái ảnh, một cái stock mà có nền màu trắng, bây giờ mà muốn tách hình ra thì có cần thiết là phải chọn vùng để tách nữa hay không? Đó là không ha. Đây mình sẽ tìm một cái stock image và vector nào đây chẳng hạn. Ok, lấy thằng này. Copy image. Paste vào đây phát. Rồi ok, chúng ta có cái này. Thì bây giờ mình muốn lấy cái phần màu đen thôi, bỏ phần màu trắng. Thì chúng ta không cần phải nhất thiết là phải chọn vùng rồi bắt đầu mới tách layer mới, nó hơi phức tạp. Bây giờ chúng ta để ý là cái phần phần này nó chỉ có màu trắng đơn thuần, đúng chất màu trắng 100%. Thì chúng ta sẽ chọn blending mode là Multiply, nó bỏ màu trắng đi. Chúng ta sẽ có cái kết quả như thế này, còn lại màu đen thôi. Trong trường hợp còn những màu khác thì nó cũng sẽ ok, người nền trắng không phải vector đen. Hả? Người nền trắng á ha. Ok, từ từ phân tích sau. Ok, cứ nhớ như vậy đã, Multiply nó sẽ cho chúng ta màu hòa trộn là sẽ tối hơn và màu trắng sẽ bị mất. Thì những cái darken này thì nó cũng tương đương như vậy, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta có cái thêm cái tùy cái mức độ nó đậm nhạt khác nhau. Nhưng mà đa phần thì mình sẽ sử dụng Multiply là nhiều nhất. Rồi ok, tới cái phần thứ hai là cái nhóm thứ ba này. Cái nhóm thứ ba ha. Thì cái nhóm thứ ba này mình lấy một thằng đại diện là Screen. Và chức năng của cái nhóm thứ ba này là nó trộn với lại ảnh dưới, trộn với lại cái ảnh hòa trộn, và làm cho chúng ta, nó sẽ cho chúng ta cái kết quả là ảnh sáng hơn. Thì ảnh sáng hơn thì làm sao chúng ta biết được?
Thì đây vẫn nhìn lên cái thằng trên đầu, lighten. Lighten nghĩa là sáng. Đúng không? Thì chức năng của cái nhóm này sẽ là sáng. Photoshop nó cũng linh hoạt, nó để vậy cho mình nhớ ha. À, mình sẽ sử dụng screen. Thì ở đây các bạn có thể thấy screen sẽ làm cho chúng ta kết quả là sáng hơn nè. Cái màu lúc đầu ha, à, cái màu là sau nè, bình thường nè, screen sáng hơn. Và chúng ta để ý một cái màu đen ở đây mất. Ok, màu đen ở đây đã mất rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ ứng dụng của cái thằng này á, ứng dụng của thằng này thì nó chúng ta cho chúng ta là sử dụng những cái texture chủ yếu. Ví dụ đâu rồi, texture đây mình có sẵn cái texture ở trong này. Okay, linh tinh texture đây, đây sẽ có những cái texture như thế này, như cái flare để chẳng hạn. Thì thông thường trên mạng người ta sẽ share chúng ta những cái texture mà chúng ta tìm á, thì đa phần thì nó sẽ cho chúng ta là một cái texture nằm trên nền đen. Thì nó làm như vậy để cho chúng ta biết là khi chúng ta chèn vào ảnh, chúng ta muốn lấy cái texture đó thì chúng ta sẽ để là screen. Đấy, cho chúng ta kết quả là mất cái nền đen và để lại cái nền trắng, để lại những cái màu khác. Rồi ok ha. Thì đó là một trong những cái công dụng của thằng screen. Đa phần thì mình sử dụng nó cho những cái phần là bỏ cái nền đen là nhiều nhất, hoặc là chúng ta sử dụng để tăng sáng cho hình. Ví dụ ok thì mình sẽ sử dụng một cái stop khác chẳng hạn. Stop này. Thì ở đây muốn làm sáng hình này nhanh nhất, Ctrl J lên để nó qua screen sáng hơn. Thấy chưa đủ, Ctrl J cái một này lên, J J J tới khi nào bạn thấy sáng được là được rồi. Ví dụ mình thấy để như vậy là ok, giảm opacity thì thôi. Đó thì chúng ta tăng sáng lên cực nhanh luôn mà không không có động chạm đến adjustment layer. Rồi ví dụ như là hồi nãy ok, quay lại như này. Ví dụ mình muốn chèn cái texture tuyết này chẳng hạn, screen màu đen biến mất hết. Thì cũng như vậy, những cái lighten rồi những cái ở phía dưới này thì nó cũng chỉ là có cái mức độ nó cao hơn so với screen thôi. Còn nhiều cái hoạt động ở trong cái vùng này đa phần đều là nó làm sáng hình hơn. Rồi tiếp theo là cái rồi đâu rồi, con này đi. Tiếp theo là cái nhóm overlay, cái nhóm thứ ba, đầu cái nhóm thứ tư. Thì cái nhóm thứ tư này nó là sự kết hợp của hai nhóm trên, tức là những cái nào sáng thì những cái nào thuộc phần sáng trên 50%, ở dưới 50% là sáng, đâu trên 50% là sáng thì nó sẽ làm cho kết quả là sáng hơn. Cái phần nào dưới 50% thì cho kết quả nó tối hơn. Và nếu chúng ta để overlay, các bạn có thể thấy là cái màu xám 50% của chúng ta bị biến mất. Thì đây là một trong những đây là một trong những cái ứng dụng của thằng overlay. Tức là các bạn có thể thấy cái nào mà có overlay, cái nào nó sáng hơn, đầu là cái nào nó hình nào nó sáng thì nó sẽ phần nào sáng thì nó sẽ sáng hơn, phần nào tối thì nó sẽ tối hơn. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ tăng contrast. Đây mình sẽ Ctrl J này lên và overlay, chỗ nào sáng nó sẽ sáng hơn, chỗ nào tối nó sẽ cho tối hơn, tức là chúng ta tăng cái contrast lên. Đúng rồi, tăng tương phản. Đây chúng ta sẽ giảm bớt đi chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy là cái tương phản nó sẽ tăng hơn. Thì đó là những một số cái ứng dụng của overlay. Ngoài ra cái overlay này cho chúng ta một cái ứng dụng hay hơn nữa, bởi vì chúng ta có thể thấy là nó làm cho cái phần 50% này biến mất. 50% này biến mất nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà chúng ta tạo một cái layer layer new layer, tạo một cái layer mới ha, và mình để fill, ô này không có fill, mình cứ để bình thường đi, và mình fill nó edit ha, fill ha, và chọn 50%.
chúng ta để cho nó là supply thì nó sẽ biến mất. Thì chúng ta làm được gì trên cái này? Thì đó là thì ở đây một là chúng ta có thể sử dụng dot and burn. Nghĩa là chúng ta sử dụng dot and burn trên cái layer màu xám lên 50%. Nha các bạn có thể thấy tối hơn này, hoặc là dot cho nó sáng hơn. Nó sáng hơn chẳng hạn. Tức là đây mình có thể sử dụng nó để tách cái dot và burn ra thành hai, thành một cái layer riêng, và chúng ta có thể kiểm soát được cái layer đó. Còn còn không thì chúng ta làm trực tiếp trên cái hình này, dot and burn trên đây luôn, chúng ta muốn thay đổi hay xóa bớt đi thì nó rất là phiền phức. Ok ha. Rồi, còn một cái cho chúng ta cái độ sáng 50% rất hay sử dụng, rất là nhiều bạn sử dụng thường xuyên mà chúng ta không nhận ra nó là 50%. Đó là cái này. Order high pass. Chúng ta sử dụng high pass chẳng hạn. Giảm bớt đi. Thường các bạn sử dụng cái này cho tăng nét á. Khi chúng ta để cỡ khoảng cỡ 3.5 chẳng hạn, click OK. Thì bạn có thể thấy cái vùng ngoài này đang làm màu xám 50%. Còn lại những cái chi tiết ở cái vùng trong này, những chi tiết ở vùng trong này nó sẽ cho chúng ta những cái màu sắc riêng. Thì khi chúng ta mà thấy 50% rồi, ta sẽ hiểu mình để soft light nó sẽ tăng nét, sẽ áp cái đó vào. Tùy ở đây mình để hơi nhạt cho nên là ít thấy, zoom vô sẽ thấy. Ok ha. Tiếp theo còn một ở phía dưới này nữa. Phía cái nhóm này difference thì nó cho chúng ta cái màu sắc, người ta gọi là màu sắc nghịch đảo. Đa phần nó là nghịch đảo. Ví dụ như mà mình sẽ để difference thì nó sẽ nghịch đảo cái phần dưới lên. Ví dụ vùng nào tối nó sẽ nghịch đảo nhưng cho kết quả tối. Đa phần như vậy. Cái difference này hôm qua mình có xem một lần rồi. Nó cái difference này thì nó cho chúng ta là kết quả cái màu nào nó gần giống nhau nhất thì nó sẽ cho kết quả là màu đen. Thì các bạn có thể thấy khi mình tắt cái này đi, mình cho cái layer này, cái layer ảnh góc này thành different thì nó sẽ cho chúng ta kết quả là 100% đen hết. Tại sao vậy? Tại vì cái ảnh layer này và layer này giống nhau hoàn toàn, nó sẽ cho chúng ta là different. Different nó sẽ cho kết quả là màu đen hoàn toàn. Ok, thì đây là xong cái đống blending mode ha. Còn ở dưới nữa này, hue saturation. Hue thì chỉ cho chúng ta tác động lên hue. Saturation tương tự, chỉ cho tác động lên saturation. Color chỉ cho tác động lên color. Ví dụ cái color mình hay gặp trong ảnh trắng đen á. Ví dụ như là mình sẽ adjustment cho thằng quỷ này về trắng đen hết. Thì đây ví dụ như các bạn nào mà hay sử dụng để người ta gọi là gì, khôi phục ảnh trắng đen chẳng hạn, ta sẽ cần cho new tạo một layer mới ha, và tìm một cái màu và mình bôi vào đây chẳng hạn. Bây giờ mình muốn nó chỉ tác động lên màu thôi, còn những cái tông, những cái contrast, những cái chi tiết này nó sẽ giữ lại. Mình click color thì các bạn có thể thấy là nó chỉ tác động lên màu thôi. Tương tự với luminosity thì nó chỉ tác động lên cái tông thôi. Rồi ok như vậy. Thì đó là nguyên cái đống blending mode. Ok, vẫn nghe tiếng chập chờn nữa ha. Sao vậy? Blend cơ bản, cái blending mode này chính là blend cơ bản á. Ok, blend màu. Rồi blend màu. Ý đa phần các bạn thì đó là xong rồi đó. Xong rồi đó, không có gì đâu. Rồi plan. Đa phần là plan, nhưng mà nếu mà plan á thì sẽ phải biết được tất cả cái adjustment và cái planning mode. Như nãy giờ mình đã hướng dẫn cái planning mode rồi. Thì tới cái đúng rồi. muốn plan được thì phải đi cái planning mode trước đó. Rồi ok, quay trở lại với cái
kiểu đi tắt đón đầu. À, nghe nói đi tắt đón đầu nghe nó trùng trùng thế nào. Ơi à, rồi vậy bây giờ mọi người muốn biết gì nữa, nếu mà plan, nhưng mà chính xác là plan thế nào chẳng hạn, plan cơ bản thôi hay sao? Là plan cơ bản thôi đúng không? Hay là các bạn thích tách von? Ôi cái này bị bị delay, ngồi nói xong ngồi chờ chết bỏ luôn. Dạy những cái cơ bản, nói thật nếu mà dạy những cái cơ bản thì nhiều người người ta cơ bản được plan màu đó anh, adjustment lên màu cố định vintage. Trời ơi, thật tình. Ví dụ như là nếu mà chúng ta lên màu vintage á, mà nhanh á, cực kỳ đơn giản luôn, tạo một cái adjustment là layer map. À, ví dụ như mình hay sử dụng cái này, với lại cái ok. Và như mình nói hồi nãy, chúng ta sẽ blend nó bằng cái rồi, nói cơ bản nó coi chừng người ta ao ao hết á. Ok, nếu mình sẽ sử dụng cái gradient map và để supply. Rồi à, xong rồi. Giờ vào city đi chút. À, ví dụ như vậy, ta sẽ phải kết hợp rất là nhiều. Ví dụ như là nếu mà muốn blend màu hoàn toàn thì mình sẽ phải hướng dẫn toàn bộ về như toàn bộ những cái adjustment này. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng những cái planning mod vừa rồi và khắc phục những cái ý cơ bản nhất, ví dụ như là thiếu sáng, dư sáng chẳng hạn vậy. Ví dụ cái bức ảnh này ví dụ như mình muốn cho nó sáng hơn đi. Sáng hơn thì mình sẽ sử dụng screen trong cái nhóm lighten hồi nãy, click screen nó sáng hơn. Đấy nhá, đơn giản. À, nó sẽ sáng hơn. Ví dụ như mình đang muốn nó tối hơn, để multiply nó sẽ tối hơn. Thì nếu mình sử dụng những cái này thì nó sẽ khá là đó, thì đơn giản như vậy thôi. Bây giờ nếu mà làm thì ok thôi, theo cái mà mình đã soạn sẵn đi. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách vải vuông. À, ảnh bị đục thì mình có ảnh bị đục thì mình có tút rồi nha. Ok, giờ tách vải von nè. Ok. Ở đây mình sẽ có cái layer này. Chào Chí nha Chí. Multiply giảm bớt đi chút xíu cho ảnh nó tối đi tí xíu, ảnh đang sáng quá rồi. Ok rồi, từ từ rồi, thì ở đây mình có cái stock này. À, bây giờ nhiệm vụ của mình lấy chị Uyên thôi. Lấy hình bảo Uyên chắc chết. À, bây giờ mình sẽ tách von cái hình này ha. Thì ở đây mình trước hết thì mình sẽ hướng dẫn các bạn biết được là cái tách nền á. Để mà tách nền thì trong Photoshop nó cho chúng ta hai cái gọi là cái gì, cái cơ sở để chúng ta tách nền. Thứ nhất là sử dụng trên cái độ tương phản của pixel, thứ hai là dựa trên màu sắc của pixel. Đa phần chúng ta sử dụng bằng mắt chẳng hạn, thì mắt chúng ta thường là sử dụng theo cái contrast, nghĩa là chúng ta nhìn những cái độ khác nhau. Giữa cái này và chúng ta chọn chẳng hạn, ví dụ như là quick selection đi, thì nó cũng sẽ dựa trên cái độ tương phản của pixel. Tuy nhiên ở những cái vùng mà cái độ tương phản nó gần như là không có, ví dụ như là ở đây chẳng hạn, các bạn có thể thấy là cái phần ở phía dưới này, chúng ta nếu mà cảm nhận được, chúng ta có thể thấy được là cái lấy hình chị Uyên là tách
Ở hôm qua bà Uyên bà nói là gửi cái hình gì khó khó cho mình á. Ừ. Okay. Thì mình sẽ bắt đầu tách cái này ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái màu trắng lại với cái màu xanh, nếu như chúng ta sử dụng cái quick selection nó sẽ chọn toàn bộ nguyên cái vùng đó luôn, chứ nó không cho chúng ta cái kết quả mà nó mờ mờ, nó có cái mảng đục đục của cái vòm nó đem lại. Thì ở đây nó có một cái cách khác so với lại cái cách là chúng ta sử dụng những cái cách bình thường, đó là sử dụng theo cái độ tương phản của pixel. Thì ở đây mình sẽ chọn vùng theo màu bằng cách là sử dụng channel. Nếu như các bạn không có cái bảng channel này chẳng hạn như thế này, không có đi, các bạn sẽ vào Windows ha và chọn channel, Windows channel. Nó đây. Rồi, thì Windows channel thì bỏ vào đây, chúng ta sẽ có cái channel. Thì ở đây ví dụ cái bảng channel này thì nó sẽ phân tách ra cho chúng ta những cái như sau, cho chúng ta ba kênh màu red, màu green và màu blue. Ở cái tùy từng kênh màu nó sẽ cho chúng ta những cái vùng màu hiển thị nhiều nhất của cái màu, cái kênh màu đó. Ví dụ như là blue, đây chúng ta xem lại hình gốc, màu blue trên bức ảnh chúng ta sử dụng có rất là nhiều màu blue, màu xanh. Thì khi chúng ta mà sử dụng click vào blue chẳng hạn thì chúng ta nó sẽ trả cho mình kết quả là những cái nào có màu blue, có chất màu blue trong đó thì nó sẽ cho chúng ta là màu trắng. Tương tự với lại màu green, trong cái phần chờ này cũng có một chút màu green, hoặc là red cho chúng ta, trong phần chờ này cũng có một chút màu red, nhưng đa phần cái màu red đó nó nằm ở trên da của cô dâu. Rồi thì ok, thì cái red, cái red này thì chúng ta sẽ chọn những cái channel nào cho chúng ta cái độ tương phản cao nhất, nghĩa là nó có cái độ khác biệt về màu sắc nhiều nhất, thì chúng ta sẽ đè phím control click vào cái ảnh thumbnail của cái đấy. Ví dụ như ở đây mình thấy màu red đang là nhiều nhất ha, thì mình sẽ click vào đấy cái đó, rồi click no 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 ok sorry sorry red ha, chọn red và bật trở lại, nhớ đè phím làm lại ha, đè phím control ha, click vào màu red và sang đây chọn lại cái màu này, chọn lại cái layer mà chúng ta vừa nãy copy và đè phím control J thì nó sẽ cho chúng ta kết quả như này. Mình sẽ tạo thêm một layer mới cho các bạn dễ thấy ha. Đó, cái các bạn có thể thấy là cái màu này nó đang đang bị tách ra rồi. Thì đây các bạn sẽ, nếu như các bạn muốn làm nó tốt hơn thì chúng ta không có copy nhanh như vậy, và chúng ta sẽ làm lại ha, vào channel ha, chọn lại kênh red, đè phím control click vào trong cái ảnh thumbnail, quay trở lại layer, chọn layer mà chúng ta vừa nhân đôi lên và chúng ta chọn add layer mask, thì chúng ta sẽ có một cái layer mask như sau. À, các bạn có thể thấy cái layer mask. Thì ở đây chúng ta sẽ làm sao cho khử bớt cái này đi bằng cách là chúng ta tăng cái độ contrast của cái vòm này. Chúng ta sẽ chọn click chọn vào layer mask này ha, và click control L cao, L á, tức là nó sẽ cho chúng ta cái bảng level. Thì đây chúng ta sẽ kéo lên để chúng ta có thể thấy được tới cái vẻ vòm. Rồi, click ok. Để tạm thời mình thấy cái vẻ vòm này. Ok, quay trở lại với cái này, hồi nãy là cái vẻ vòm. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tách người bằng cách sử dụng Quick Selection như bình thường. Chọn bớt đi. Rồi, ok, tạm thời vậy. Và chúng ta sẽ chọn layer mask, bật lại layer trên. Thì bạn thấy là nó tương đối ổn. Thì đây mình sẽ sử dụng một cái layer, cái hình khác, và chúng ta, các bạn có thể thấy là cái vải von đã được tách ra rồi. Chẳng hạn vậy.
Đó. Thì tùy các bạn là tạo cái độ tương phản này nó thấp hay nó cao thì nó sẽ hiện dần ra. Ví dụ như là mình muốn cho nó đục lại tí xíu chẳng hạn thì mình sẽ giảm sáng nó bớt đi thì nó sẽ tăng này lên. Ok, là xong. Lấy cái vẻ vòn. À, có thể chi ly hơn một chút phía trên rồi cái vùng cánh tay này ha. Rồi ok, đó là cách tách vẻ vòn. Làm tương tự với lại cái hình này chẳng hạn, mình sẽ tách cái hình bàn này ra. Control J để duplicate cái background lên trước ha. Mình sẽ lấy cái phần bình thường này trước. Cái phần mà chúng ta có thể tạo quick selection được thì chúng ta sẽ tạo quick selection. Chắc ăn thì nếu mà các bạn làm hình dịch vụ cho cô dâu chẳng hạn thì tốt nhất mình nghĩ là mình nên sử dụng cái pen tool. Pen tool thì nó tốt hơn. Thì ok, thì mình sẽ click tạo layer mask. Ở đây mình sẽ chọn hết luôn ha, cho nó nhanh. Click layer mask thì chúng ta sẽ có delete chẳng hạn vậy. rồi ok, thì sau khi đã có cái này rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tách tới cái phần vải von. Mình sẽ cần chôn chay cái thằng này lên. Ok, ở cái này thì mình sẽ xóa cái layer mask này đi, và ở cái layer này thì mình sẽ lấy cái phần vải von ha. Von rồi ok, von mình sẽ quay trở lại channel và chọn coi thằng nào có cái độ tương phản cao nhất. Đây mình nghĩ chắc vẫn là red là cao nhất. Ok, mình sẽ chọn màu red ha. Đè phím control này, click vào thumbnail của cái kênh channel red này. Quay trở lại hình cũ ha. À quên không. Nhớ chọn lại cái RGB đã. Quay trở lại hình cũ và click để nguyên cái vùng chọn như vậy và click vào crisp layer mask. ok, cái đấy từ từ. Thì bây giờ mình sẽ click lại và layer. Nhớ là chúng ta phải chọn cái layer mask ha. Các bạn có thể thấy ở bốn cái góc này này, nó có cái dấu chọn thì chúng ta đang chọn ở layer mask, thì chúng ta có phải click vào layer mask thì chúng ta mới thay đổi cái độ tương phản của cái layer mask được. Các bạn sẽ bấm chọn layer mask xong thì nó sẽ bấm là Control L và chúng ta thay đổi, ví dụ làm cho nó tối đi một chút. Tạm thời tắt cái này đi cho nó dễ thấy. Hồi nãy là có cái hình ở dưới nên không thấy được. Rồi, mình tạm thấy như vậy là ổn. Mình có thể thấy được cái vùng này. Không, cho nó sáng lên chút xíu nữa. Rồi, click OK. Mở lại cái này và bôi xóa bớt cái phần tóc đi. Xóa bớt cái phần vải von ở cái lớp dưới này đi. Các thấy là vải lớp vải von là cái lớp ở trên ha, còn lớp dưới này cái lớp là mình sẽ lấy phần người. Nên là mình sẽ xóa bớt cái phần này đi bởi vì nó đang che mất cái phần vải von của mình. Dùng brush màu đen ha, bôi vào layer mask. Phần dưới này cũng vậy. Rồi ok. Đó là sau khi chúng ta tách xong. Giờ thì mình sẽ kéo một cái background vào để chúng ta thấy cái kết quả. Rồi các bạn có thể thấy nó khác rồi. Chúng ta có thể thấy là đây là cái phần đây dễ thấy hơn nha. Đây là phần vải von này. Đó. Còn đây là phần người này. Đây chỉ lấy cái phần người thôi. Sau khi đẩy cái lớp vải von vào, hai cái lớp nó kết hợp lại thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Rồi ok, thì đấy là cái cách tách vải von hoặc là tách những cái chai lọ này nọ chẳng hạn. Đó. Rồi ok, các bạn còn thắc mắc gì hay không?
Các bạn có thấy hình không vậy? Sao mình thấy nó thấy nó thành màu đen rồi. Mọi người thấy thấy hình không? Ok. Lên màu tin sa phong. Cái phần dưới nó hơi kỳ lạ. Để mình coi lại. Đây kéo lại này. Nó là cái phần dưới thôi. Ở đây dễ thôi. Nó thuộc cái layer nào thì mình sẽ xóa layer đấy đi. Nó thuộc layer này. Mình sẽ lấy brush màu đen và đẩy nó bay đi là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Còn đây chút xíu này. Bỏ ôi trời mẹ chà chà. Đây này chi li hơn tí xíu đi. Đấy, các bạn có thể lấy pen các bạn bôi cho nó chuẩn, chứ mình làm bừa thì nó hơi kỳ. Rồi, đại khái đó bạn. Rồi. Các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Đâu có xài qua con đâu. Lasso tool, sorry. Nãy mình nói là cái gì vậy? Rồi ok, mọi người còn thắc mắc gì không? Vẽ vùng chọn bằng Wacom là sao? Là sao là sao? Chỉ chơi FIFA đấy chứ. Tách tóc máu tin được, nhưng mà vấn đề là cái nền thì nó phải tương đối, nó cùng màu á thì mình sẽ dễ xử lý hơn. Còn nếu như mà nếu như còn tùy tóc nữa, ví dụ như là tóc đen thì nó dễ tách, chứ còn tóc nâu mà đã tóc tóc vàng vàng á, mà đứng vô cái phùng ví dụ lá cây mà màu vàng chẳng hạn nữa thì thôi chắc chết. Đây thì mình sẽ lưu cái file PSD này lại ha. Lưu file PSD này lại rồi cho bạn nào dễ coi. Để là tag one. Rồi ok. Blend màu cơ bản. Rồi, nếu mà blend màu cơ bản thì chúng ta phải sử dụng một số cái lệnh làm da hả? Làm da mình có nhiều tool lắm rồi. PSD tag one. Đây. Rồi. Vậy thì mình sẽ dẫn cái rồi blend màu cơ bản ha, kiểu blend màu gọi là siêu cơ bản luôn, không còn cái gì. ghép lên mắt mình cũng có như cũng cũng có tốt luôn. Rồi ok. À.
Ok, plan ha. Thì để bắt đầu cho cái plan này á, thì chúng ta sẽ phải có một số cái như sau. Thứ nhất là tăng giảm sáng, không, thứ nhất á, là mình phải biết được cái đống planning mode này. Cái planning mode này thì từ đầu mình đã nói rồi, cho nên là mình sẽ không giải thích lại nữa. Còn cái thứ hai nữa là một đống cái úp mấy cái stock vào một firewall, chia sẻ được không ạ? Ấy, cái này mình có rồi mà, chia sẻ rồi. Stock tốt, stock ai đâu rồi ai, cái đống hồi nãy mới up lên đâu rồi ta? Như đây. Đó. Stock sử dụng trong bữa nay ha. Rồi vẫn còn nhiều bạn vào sau chưa có. Rồi thì để bắt đầu cái plan cái thằng này đi, plan cái hình này. Thì chúng ta sẽ phân tích coi là cái hình này nó đang cần cái gì. Ví dụ mình cần một cái nguồn sáng hoặc là cần thêm màu chẳng hạn. Ví dụ như ở đây mình muốn thêm màu đi, thì chúng ta sẽ phải trước hết là phải biết được là cái nguồn sáng đang nằm ở đâu để lát nữa chúng ta thêm cái ánh sáng vào cho nó hợp lý. Cái này ghép hay là làm sao cũng vậy, chúng ta sẽ phải biết được là cái nguồn sáng ở đâu. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích từ đây coi cái bóng này ha và cái ánh sáng trên tóc, thì chúng ta có thể thấy được là cái ánh sáng đang từ hướng này vào. Đó, thì biết như vậy rồi thì lát nữa chúng ta thêm cái flare ở đây nó sẽ hợp lý hơn. Rồi thì để bắt đầu ha, mình đang thấy cái ảnh này nó đang là hơi thiếu sáng. Một trong những cái cách tăng sáng dễ nhất thì đó là nhân đôi cái layer background lên bằng Ctrl J, hoặc là các bạn bấm chuột phải layer background ha và chọn duplicate layer, cũng sẽ tạo một cái layer mới. Đó, layer mới. Thì cái cách nhanh nhất thì hồi nãy mình đã hướng dẫn đó là sử dụng Blending Mode Screen. Ở trong cái screen này thì nó sẽ giúp chúng ta là tăng sáng, và khi chúng ta sử dụng screen xong nó sẽ tăng sáng toàn bộ. Như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt cái opacity đi sao cho nó hợp lý. Ví dụ như mình thấy ở đây khoảng cỡ 52 là ok chẳng hạn vậy. Thì thấy screen ok rồi, nhờ, tiếp tục thêm một vấn đề nữa. Khi sáng xong rồi thì mình lại cảm thấy là có vẻ như cái ảnh này nó đang thiếu cái độ tương phản, cái độ contrast. Thì chúng ta tiếp tục nhân cái background lên một lần nữa, bấm chuột phải và chọn duplicate layer, ok, và chọn cái blending mode nào hướng dẫn hướng dẫn phím tắt ha. Có, mình sẽ nói mà, mình sẽ tăng cái contrast bằng cái blending mode supply chẳng hạn vậy, hoặc là overlay. Rồi ok, tạm thời vậy, mình sẽ giảm bớt đi. Rồi mình cảm thấy cái vùng sáng này cũng chưa đủ nữa, nhân đôi lên lần nữa và giảm bớt đi. Rồi ok, vậy là xong. Thì đó, chúng ta đã chỉnh sửa lại được cái nguồn sáng. Layer background với layer mà mình nhân lên thì nó không có gì khác cả. Thì background là nó sẽ khóa này lại và không cho chúng ta thay đổi cái background thôi. Ok, thì chúng ta đã có xong cái đống này ha. Thì bây giờ mình sẽ gom nó lại cho nó nhẹ bớt bằng Ctrl Shift E. Ctrl Shift E là gộp tất cả lại ha. Thì ok, đã xong. Thì cái màu sáng, cái ánh sáng như vậy là mình đã thấy ok rồi. Thì thứ hai nữa là chúng ta sẽ xóa những cái rác rưởi đi. Ok ha. Cái phần này rất nhiều bạn quên, đó là xóa đi những cái mà chi tiết người ta gọi là thừa trên cái hình. Gọi là blend màu thôi, nhưng mà cái phần mà rác rến này nó chúng ta phải xóa cho bằng sạch. Thì nó góp phần làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó không có được gọi là không có hoàn thiện. Đó. Và nếu chúng ta để cái dành bước này sau cuối thường các bạn sẽ hay quên, cho nên là chúng ta sẽ phải xóa những cái rác rưởi đi. Ví dụ như ở đây mình thấy một vài cái linh tinh này chẳng hạn, mình không thích ở đây, như cái lớp này nhìn nó hơi kỳ, hoặc là mấy cái đít trái bong bóng này. Đó. Mẹ nghe tên thấy thô bỉ này. Mình sẽ sử dụng những cái công cụ healing ở trong cái đám này. Thì thông thường mình sẽ sử dụng Spot Healing Brush, Healing Brush, Pack Tool và Clone Stamp.
Đúng rồi, nếu như mình nhân nhân cái layer lên thì nó cũng sẽ tăng cái kích thước file lên. Nó không nhiều đâu, nhưng mà nó vẫn sẽ nhân lên. Và nếu chúng ta không để ý thì sau khi chúng ta làm xong rồi thì người ta sẽ thì nó sẽ làm cho bức ảnh chúng ta tăng lên một cái bước gọi là tương đối quá tay. Ok, thì mình sẽ click sử dụng Healing Brush Tool, Spot Healing Brush Tool thì nó sẽ chúng ta xóa nhanh luôn, không cần phải lấy mẫu, tự máy tính nó sẽ tìm cái vùng mà nó xóa đi cho mình. Ở đây mình sẽ clone cái đống này đi. Mình sẽ lấy mẫu và clone đi. Mình không cần phải làm quá sức chi tiết nhưng mà mình phải làm, đừng có bỏ qua cái bước này. Bởi vì bước này là làm cho bức ảnh người ta nhìn cho nó sang trọng và nó đỡ rác rến, nên giống kiểu Việt Nam, nhất là Việt Nam mình kiểu đi đâu cũng gặp chụp cái kiểu gì đi nữa thì nó cũng gặp cái dây điện. Nên nếu mà có dính dây điện thì nó mình phải xóa đi, chứ không lâu lâu ví dụ chụp nội thất chẳng hạn, tự nhiên cái nhà ta đang đẹp có cái đống dây điện ngay phía trước, ngay phía nó chắn cắt ngang ngôi nhà thì kỳ lắm. Rồi đây mình sẽ sử dụng path tool ha, cầm kéo qua chút xíu cái trời nó ok sao đó, còn hai cái núm ở dưới này chứ, ok bà nó bỏ đi. Thì ở đây mình sẽ sau khi đã xử lý những cái đống rác rồi thì chúng ta sẽ sử dụng tới cái công cụ người ta gọi là thần thánh này. Thì cái công cụ này á ôi cái gì phong thủy, cái công cụ này người ta gọi là công cụ curve. Công cụ curve này nó sẽ cho chúng ta như sau, có nhiều nhiều cái để nói trong này lắm nhưng mà đa phần như thế này. Thứ nhất á, nó giúp chúng ta tăng giảm sáng. Và nhiều đây còn nhiều bạn nữa hay hỏi mình sao mà cái curve, cái này cái curve này, cái level này với lại cái contrast nó khác nhau gì, và tại sao lại sử dụng ba cái này mà không sử dụng curve thôi. Bởi vì mình nếu mà các bạn đã xài qua rồi, các bạn có thể thấy là cái curve gần như nó gộp hết những cái kia thì nó khác nhau như sau. Cái brightness contrast ta có thể thấy là nó chỉ cho chúng ta điều hướng được hai bên thôi, nó chỉ cho chúng ta một cái này gọi là cái gì ta. Nhưng quên mất tiêu rồi. Cái point thì nó chúng ta cho chúng ta cái kéo qua lại, chúng ta nó chỉ cho chúng ta hai hướng thôi, một là giảm hai là tăng, nó không cho chúng ta tăng giảm từng phần được. Rồi thì đó là brightness contrast. Thì brightness contrast này nó sẽ như sau, khi chúng ta tăng tăng lên chẳng hạn thì nó sẽ tăng lên tăng sáng, còn nếu giảm xuống thì nó giảm sáng, vậy thôi, tăng sáng giảm sáng. Khi chúng ta sử dụng cái use Laser C, các bạn có thể thấy nó khác so với lại cái thằng khi chúng ta tắt Use Laser C. Thì cái khi mà không sử dụng cái Use Laser C, nó sẽ cho chúng ta tăng lên tới 150, còn nếu sử dụng Use Laser C nó chỉ tới 100 thôi. Thì cái Use Laser C này thì nó là cái sử dụng những cái công nghệ cũ, là khi mà chúng ta tăng lên thì nó sẽ không có bảo toàn cái điểm trắng và điểm đen của mình. Còn khi chúng ta sử dụng không sử dụng Use Latency, tức là sử dụng cái công nghệ đời mới sau này á, thì Adobe nó cải tiến lên thì nó sẽ cho cái màu sáng như này sẽ tăng lên, nhưng mà nó tăng vừa phải, mình kéo hết cỡ nhưng mà nó không có bị cháy những cái vùng mà sáng nhất. Rồi ok, đó là brightness contrast. Thứ hai là level. Level này á, thì nó cho chúng ta ba cái điểm. Điểm bên này người ta gọi là điểm black, điểm bên này gọi là điểm đen, điểm white và giữa mid-tone. Tức là nó cho chúng ta hai vùng và ba thanh điều khiển để chúng ta điều khiển. Tức là mình có thể tăng giảm cái vùng tối thôi, hoặc là tăng giảm cái vùng sáng thôi, hoặc là tăng giảm ở cái vùng mid-tone. Thì đó là cái level. Cái curve này đặc biệt ở chỗ mình có thể tăng giảm bất kỳ cái vùng nào.
À, đây mình sẽ mở cái curve này đi cho các bạn dễ thấy. À, vào cái edit ha. À, không phải image adjustment và chọn curve. À, curve trong này nó khác à, cái curve hồi nãy như rồi đây. À, cái ở phần dưới ở phần bên này output, phần dưới này input, tức là cái phần nhập vào này chúng ta giảm xuống thì cái phần output này cái lúc đầu ha, cái điểm nó đang ở trên này đi, thì toàn bộ những pixel trên này đang ở tương ứng với lại cái này đi, chúng ta kéo xuống này thì tức là cho toàn bộ cái pixel này giảm xuống tới mức đây, tức là nó sẽ làm bức ảnh tối hơn. Thì trong cái curve này á, thì nó cho chúng ta tạo thêm tối đa là 14 cái điểm, 14 điểm cộng với lại hai điểm trên hai phía ngoài nữa thì chúng ta có là 16 điểm. 16 điểm tức là nó cho chúng ta tới 15 vùng để chúng ta chỉnh, tới 15 vùng chúng ta chỉnh, cho nên là nó sẽ chi tiết hơn so với lại cái thằng level hoặc là Prenis. Rồi ok, vậy tổng kết lại Prenis này nó chỉ cho chúng ta sử dụng là tăng giảm sáng thôi, và chúng ta chỉ có hai vùng để chúng ta thay đổi. Level có 3 vùng và curve chi tiết hơn 14 vùng, à không 15 vùng. Cho nên là nếu như chúng ta muốn chỉnh một cách chi tiết mà để bảo toàn toàn bộ những cái bảo toàn bộ những cái gì rồi. Ai đang xem delay không nhỉ? Nói curve mà mình hay là contrast. cái mạng nó hơi delay chút xíu, các bạn chịu khó ha. Thì cái brightness cần rồi, cái curve này chúng ta cho chúng ta cái sự chỉnh nó tương đối là chi tiết hơn. Cho nên nếu chúng ta muốn chỉnh nhanh nhất á, thì dùng brightness chi tiết hơn một chút á, chúng ta sử dụng level, và chi tiết nhất là sử dụng curve. Cho nên ở đây mình sẽ chỉ hướng dẫn cái curve thôi, còn cái level nó tương đối nó gần giống như là thằng curve này. Rồi ok, cái curve này như sau, có cái phần trên này nó cho chúng ta thứ nhất tăng giảm sáng như nãy mình đã nói này ha, tăng giảm sáng rồi. Thứ hai, cái quan trọng nhất thì sử dụng trong cái việc blend màu, đó là ba kênh red, green, blue. Cái red này thì nó ngược lại với màu cyan, tức là khi chúng ta tăng red lên thì nó sẽ tăng red, khi giảm red đi thì cái màu cyan thì nó sẽ lấn vào. Mỗi điểm mình sẽ tạo curve tương ứng với một vùng, mỗi điểm mình tạo curve tương ứng với một vùng, đúng rồi. Nếu các bạn hay sử dụng cái histogram, các bạn sử dụng Lightroom chẳng hạn, các bạn có thể thấy là nó sẽ chia cho chúng ta cái gì, cái black point này, white point này, mid tone này, rồi vùng highlight, vùng shadow nữa. Đó, ta có bốn vùng, nó gọi tên bốn vùng thôi, đa phần là chúng ta chỉnh trên bốn vùng, nhưng mà chi tiết hơn ta có tới mười mấy vùng, ví dụ như là trong cái vùng shadow thì nó cắt ra thành ba vùng khác chẳng hạn vậy. Đó thì nó sẽ như vậy. Rồi cái red đối nghịch với green ha, red và green. Cái red green này nó nằm nó là cái màu màu nghịch đạo, màu đối nghịch, màu đối nhau ở trên cái color wheel, trên cái bánh xe màu. Các bạn nghiên cứu thêm có thể lên cái Google á, các bạn search là bánh xe màu thì nó sẽ lên. Red ở đây thì nó sẽ đảo với green. Mình hay gặp nhất là trong cái kính 3D red, red cyan á, cyan chứ không phải green, sorry. Và green, khi chúng ta tăng green lên thì màu xanh lá cây tăng lên, khi chúng ta giảm green đi thì màu magenta, tức là nó là cái màu tím tím mà nó hơi đỏ đỏ. Rồi ok, blue tương tự, tăng blue thì nó sẽ tăng màu xanh xanh ra trời, xanh xanh dương. Khi giảm blue đi thì màu vàng sẽ lấp vào. Bữa chị đâu có nói chi tiết đâu. Đấy, lại cái này blend màu cơ bản mà mình buộc phải nói lại thôi. Rồi thì đấy là đấy. Nhiên bà Uyên bà lên bà gà tô dữ vậy. Thì ở đây thì bây giờ nó sẽ như sau, thì đó là cái curve ha. Thì ở đây thì mình sẽ bây giờ thì mình sẽ blend màu gì, bây giờ các bạn thích blend màu gì, phải chat đi.
À, các bạn thích blend màu gì nè? Blend màu trong. À, thật sự là cái màu trong này thì mình nghĩ là nó là cái màu mà đủ contrast và cái những cái màu sắc khác của nó đạt tới cái độ màu người ta gọi là gần bão hòa, trong viên photo người ta gọi là no màu á. Ok, đây cái này mình chưa thấy nó contrast đủ, mình sẽ tăng lên chút xíu. Rồi. Đúng rồi, tóc nào hợp màu nào thì hướng dẫn màu đấy. Đúng rồi. À, các bạn có thể thấy là khi chúng ta tăng cái contrast lên là nó tương đối, nó tự nhiên nó hơi trong trong đi rồi. Đó, đa phần là cái ảnh chúng ta nó đục là tại vì cái contrast thôi, đa phần là vậy. Còn lại là về cái màu sắc, là nó chưa có đủ cái màu sắc thì chúng ta sẽ tăng cái màu lên bằng vibrant hoặc saturation. Cái vibrant này thì nó là tăng cái màu chưa bão hòa. Màu chưa bão hòa. Còn tăng saturation này thì nó sẽ tăng toàn bộ màu luôn, tức là những cái màu mà người ta gọi hay gọi là màu gốc trong cái bức hình đó, ví dụ là red, green, blue chẳng hạn vậy, mấy cái màu đó thì nó là màu gốc, thì chúng ta tăng saturation thì nó sẽ tăng luôn cả những cái màu gốc đấy. Còn vibrant thì nó sẽ trừ những cái màu mà đã đạt tới cái độ cao nhất là red, green, blue rồi, cái màu chưa đủ thì nó sẽ tăng lên theo chúng ta đó. Ví dụ vậy, đây mình tăng chút xíu thôi, rồi cần chuột shift e gộp lại sao. À, ở đây thì ví dụ bây giờ mình sẽ blend cái màu đâu rồi. Cái này từ mấy giờ, chắc là sắp xong rồi đó. Giờ mấy giờ rồi, 10:30 chứ, khoảng tới 11 giờ, khoảng tới 11 giờ. Ví dụ như ở trong cái hình này thì mình sẽ blend màu nắng đi, nhiều người hay blend màu nắng. Đúng rồi, hiểu cơ bản màu trong là màu gốc hiển thị đầy đủ và cái contrast nó đủ thì nó trong vậy thôi. Tăng độ rực của màu, màu tươi quá trừ màu da, mình nghĩ là không phải. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ soi vào cái da ha, coi thử coi đúng hay không. Brand tăng lên, màu da có thay đổi, có thay đổi mà. Cho nên mình nghĩ là phải mỗi người có một cách hiểu khác nhau, cả kể cả thầy chỉ dạy trên FPT của mình cũng kêu là cái màu trung tính kiểu màu cam của màu da thì nó sẽ không tăng, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ tăng vậy thôi. Rồi ok, thì mình sẽ blend màu nắng. Cái blend màu nắng thì mình sẽ cần cái màu nó hơi cam cam, và ta biết là cái màu cam là trộn với hai màu gì, đó là màu đỏ và màu vàng. Ok ha, thì nói vậy các bạn đã hiểu rồi, tương đối hiểu rồi. Cái chúng ta sẽ phải tăng màu đỏ và tăng màu vàng cho bức ảnh này lên, thì tự động cái bức hình thì nó sẽ bị nhuốm màu cam. Ok, mình sẽ không zoom nữa. Ok, tăng đỏ lên chút xíu ha, chút xíu thôi, tăng vàng lên, tăng vàng tức là giảm xanh. Rồi, green. Ok, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, đâu có gì nhiều đâu. Rồi, thì cái sau khi cái red xong rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật mà mình hay dùng. Đó là nếu như các bạn blend màu á, bất kể cái màu gì các bạn blend thì chúng ta sẽ phải tuân thủ, đối với mình á, đối với mình thì mình sẽ tuân thủ cái quy tắc là nó luôn luôn có một cái màu lạnh và màu nóng trong một cái bức hình. Ta không để màu nóng hoàn toàn, không để màu lạnh hoàn toàn. Tức là tất nhiên là tùy trường hợp thôi. Nhưng mà đa phần là mình sẽ theo cái quy tắc đấy, vừa có màu nóng trong hình, vừa có màu lạnh trong hình. Thì tức là ở đây mình vừa nãy mình tăng màu nóng rồi, tức là mình tăng màu đỏ, tăng màu vàng lên thì bức ảnh chúng ta hơi nóng. Thì nhờ trong bức ảnh này nó có sẵn một chút màu xanh nên mình chưa thấy nó có tác dụng gì. Nhưng mà nếu như mà nó chúng ta cảm thấy như là cái màu chúng ta nó chưa có thật sự là nó thật, chưa có thật lắm á, thì chúng ta sẽ tăng một chút cái màu lạnh đi, tức là ở cái phần màu red này chẳng hạn. Curve cho chúng ta nhiều lựa chọn trong cái việc là tăng giảm màu, cho nên là mình sẽ tăng một chút màu xanh cyan ở cái vùng shadow chẳng hạn.
Ok, bỏ này đi. Đó là mình sẽ co bớt cái phần dưới này một chút. Tí xíu này. Chút xíu thôi. Thì đây cũng là có vừa có màu vừa có màu lạnh, vừa có màu nóng. Đó, chúng ta sẽ cân bằng hai cái thằng này lại và nó sẽ làm cho bức ảnh chúng ta nó cân bằng hơn. Thì đó là cái quy tắc mình chúng ta phối màu bằng curve. Thì cái curve này đa phần là như vậy, nó cho chúng ta rất là nhiều cái rất là linh hoạt về cái vấn đề là chúng ta tăng màu những cái vùng nào. Ví dụ như là mình muốn màu xanh ở vùng nào, màu đỏ ở vùng nào, màu xanh lá cây, màu vàng chẳng hạn, thế ta sẽ trộn lại. Đó. Ví dụ như hồi nãy mình muốn cái bức ảnh này có tông màu cam thì mình sẽ tăng đỏ, tăng vàng, màu đỏ, màu vàng trộn lại ra màu cam. Đó, thì như vậy. Thì tiếp theo một cái sau khi chúng ta đã curve xong rồi, ta có một cái màu tương đối nó ấm ấm rồi, ta sẽ tạo thêm một cái gọi là một cái lớp màu nó mang tính người ta gọi là nó sẽ gọi là gì? Nó sẽ gọi là cái mang tính cốt yếu cho cái bức ảnh chúng ta. Rồi, mình sẽ sử dụng cái gradient này ha. Cái này mình hay xài lắm. Click OK và chọn là supply. Giảm opacity đi xuống cỡ mười mấy phần trăm thôi. Rồi. Tương đối. Ok. Rồi, cảm ơn chị Uyên. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tăng cái vùng sáng lên. Thì sáng như bóng đèn á ha. Để coi coi. Nó chưa cháy đâu. Vẫn còn chút màu, nó chưa cháy đâu. Rồi chúng ta sẽ tạo thêm một cái nguồn sáng. Mình sẽ tạo một cái layer là layer gộp của những cái layer phía dưới bằng cách là Ctrl Alt Shift E. Rồi. Và mình quay trở lại với bảng channel hồi nãy. Ở cái bảng channel này chúng ta sẽ không có chọn cái phần dưới này nữa mà chúng ta chọn ngay ở trên cái RGB. Thì ở cái RGB này khi chúng ta đè phím Ctrl và click vào RGB thì nó sẽ cho chúng ta cái những cái vùng chọn của những cái vùng màu sáng thì nó sẽ chọn. Ok, quay trở lại đây ha. Và bấm Ctrl J lên. Và trong cái vùng này, đây các bạn có thể thấy mình sẽ tạo thêm một cái layer màu đen nữa, các bạn thấy là đây là những cái vùng màu sáng. Đó, những cái vùng sáng nó sẽ hiện ra. Bỏ ra. Thì mình muốn những cái vùng sáng này nó phải sáng hơn. Mục đích của mình là sẽ giữ lại cái phần ngoài này thôi, nhưng mà mình sẽ cho nó sáng lên thế này. Click screen thì nó sẽ sáng lên thế này. Giảm bớt đi chút xíu và mình sẽ tạo cái layer mask. Click chọn cái layer screen nãy nha, tạo layer mask đổ màu đen. Màu đen của mình nó đang nằm ở background cho nên mình sẽ là Ctrl Delete để fill cái màu background và cái mask mình đang chọn. Và ở cái cũng ở cái layer mask đó mình sẽ sử dụng cái brush màu trắng và bôi lên những cái phần mà mình muốn nó sáng hơn. Này các bạn làm cho nó chi li hơn chút xíu ha thì nó sẽ đẹp hơn, chứ mình làm đây vẽ tay nó hơi bừa 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 thế nào. Rồi đó. Mình sẽ Gaussian nó đi một chút xíu cho nó blur ra cho nó đẹp hơn, tự nhiên hơn. Rồi, ok. Chưa đủ. Blur tiếp nè. À, click OK. Thì đó là xong. Đó là xong. Chúng ta sẽ có cái màu nó tương đối sáng ở những cái vùng ven tóc. Rồi làm lại cái phần ven tóc cho các bạn hiểu ha. Khi chúng ta đè phím Ctrl
chúng ta đè phím Control và chọn vào cái RGB thì nó sẽ cho chúng ta vùng chọn là những cái vùng sáng của cái layer đó. Đây làm lại nè. Khi chúng ta sử dụng cái layer này ha. Và Channel này, đè phím Control ha. Click vào RGB thì nó sẽ cho chúng ta vùng chọn là những cái vùng sáng ở trong bức hình. Ta quay trở lại và đè phím Control J để lấy cái vùng sáng đó lên, tạo cái vùng sáng, tạo lấy những cái vùng sáng đã thành một cái layer mới, và mình sẽ làm cho những cái vùng sáng này nó trở nên sáng hơn so với những cái ở dưới. Nên mình sẽ tức là lấy cái này ha, làm cái layer hòa trộn. Layer này sẽ là layer gốc. Khi mình sử dụng screen thì những cái vùng này nó sẽ trộn những cái vùng ở dưới và làm sáng hơn. Và đây cái layer này chỉ có những vùng sáng của cái layer ở phía dưới thôi, cho nên là nó sẽ làm cho cái ở dưới này những cái vùng nào sáng nó sẽ sáng hơn. Đấy thì mình sẽ dùng cái những cái vùng đó chỉ vào những cái vùng ven thôi. Đó thì nó sẽ đẩy cho những cái ven nó sáng hơn lên. Rồi ok. Thì đó là coi như là xong cái màu. Đây thì mình sẽ mở cái gốc ha. Chụp phát. Đây là ok, để xoay cái hình này lại. Layer rotation. Lật lại phát. Rồi, chụp cái hình. Thì đây là trước này, là sau này, trước này, sau này. Đó, chỉ có vậy thôi. Thì đó là cái blend màu cơ bản. Còn một bước nữa mà thường là các bạn hay quên. Khi chúng ta có thể dot and burn được thì chúng ta nên dot and burn xa hơn nữa. Rồi các bạn còn gì thắc mắc đấy không? À, mọi người ơi, còn gì thắc mắc nữa không? Hồi nãy hình như có bạn hỏi là làm sao đổi màu bóng bóng đúng không? Đổi màu bóng bóng trắng. Thêm nắng. Ok, thêm nắng. Thêm nắng tạo ray sáng chẳng hạn thì hồi trước mình có nói một lần, nhưng mà mình sẽ Control Shift N tạo thêm một cái layer mới ha. Và cái nắng này có bạn á, thì hay sử dụng cái gradient và chọn là angle. Ở đâu? Không phải angle. Cái gì mà hình tròn ta? Radial. Radial. Này mình sẽ sử dụng cái màu gì nó vàng vàng chẳng hạn. Đây cũng sẽ màu vàng luôn. Ok. Cầm kéo qua bên này. Đấy, ok. Mình cho thằng này làm layer cái dưới nó sáng lên. Để screen là sẽ sáng lên. Xong. Thì đó là cái cách tạo cái nắng đơn giản nhất luôn. Cái màu đen và màu trắng, đen và trắng nó là tông chứ đâu không phải là màu. Đó, rồi ok. Còn một cách nữa mà chúng ta muốn cho cái bông nắng thì phải, ở cái này cái nước ngoài nó hay gọi là cái chùm nắng á, thì nó sẽ sử dụng cái brush. Thì ở đây mình sẽ sử dụng brush ha. Click phát. Đâu? Oh sorry. Control Shift N. À, chúng ta sẽ click một cái để chúng ta tạo được cái này ở layer mới ha. Và để phím Control T mở nó ra thì nó sẽ cho chúng ta cái độ nhòe cao hơn. Ok, đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra nắng chùm. Còn một cái cách khác người ta tạo nắng, người ta gọi là nắng là gì, là cái ray ray sáng á. Thì ở cái bức ảnh này mình không nghĩ là sử dụng ray sáng thì nhìn nó sẽ đẹp. Bởi vì nếu mà sử dụng ray sáng thì nó sẽ phải có những cái thứ nhất, tại sao chúng ta sử dụng, tại sao chúng ta thấy cái ray, thứ nhất là tại vì có khói hoặc là có cái gì đấy nó chặn những cái tia sáng lại thì chúng ta sẽ thấy ray. Còn cái vùng này đang ngồi ở ngoài trời không nghĩ là có thấy ray đâu.
Các bạn có thể thấy một số cái bức ảnh, những nhiếp ảnh gia chụp ngoài trời chẳng hạn, có thể thấy cái đây, những cái này đi. Đúng rồi. Khi ta sử dụng cái chụp ở những cái vùng mà có nhiều cây cối á, thì chúng ta sẽ thấy cái ray để cho nó sáng lên. Rồi, rồi, cái gớm mà. Rồi, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Mình sẽ thêm cái ray sáng bằng cách là chúng ta sử dụng cái adjustment layer và sử dụng cái gradient. Ở đây chúng ta không sử dụng cái radial hồi nãy nữa mà chúng ta sử dụng angle. Click vào đây. Và đâu rồi. Thay vì solid chúng ta chọn noise. Chọn hai cái này. Màu ở đâu? Đây. Đây sẽ có cái ray sáng. Kéo thả vào đầu đây các bạn thấy nó hợp lý chút. Rồi chọn lại và chọn random thì nó sẽ. Rồi tới đây các bạn cứ click OK và chúng ta sẽ tạo cái làm sao cho nó thấy cái tia nắng đã. Đâu rồi. Linear light thấy không? À, click OK. Mình tạm thấy vậy là thấy cái tia nắng rồi đó. Đó. Thì cái này các bạn có thể tìm trên cái stock Ơi, dạ. làm lại cái ray sáng đi, làm nhanh quá, người ta nhanh quá. Ok, ray sáng ở đây em có nói tới một lần rồi. Trong YouTube kênh. Hình như là cái ray sáng này là một trong những cái mà gọi là trong những cái tút mà nhiều người coi. Đây, tạo thế năng cách 2. À, các bạn có thể coi lại trong đấy ha. Đó là một trong những cái cách tạo ray mà nhanh và nó gọi là nó sẽ ngắn gọn mà đỡ tốn thời gian nhất, bởi vì chúng ta có thể thay đổi được. Còn một cách khác là sử dụng những cái công cụ vẽ. Chúng ta sẽ vẽ thêm vào. Ví dụ như ở đây mình muốn có ray sáng ở đây chẳng hạn. Mình sẽ kéo chọn tới đây thôi. Tới đây chẳng hạn. Kéo hạn xuống. Tạo ra một đường. Rồi. Tới đây tạo tiếp một đường nữa. Rồi. Tạo tiếp một cái ở đây chẳng hạn. Rồi, ta có vừa cùng chọn này. lại thiếu hột bụi. Fill cho nó cái màu trắng và chọn là đâu rồi, highlight, soft light, để soft light ha, và filter nè, blur nè, Gaussian blur nè, tăng cái Gaussian đi. Đấy, ở đây các bạn có thể vẽ thêm một số, vẽ những cái đường nó không có hội tụ chẳng hạn, nó sẽ hay hơn. Rất là cách tạo thêm thôi. Đúng rồi đó, nếu mà không cẩn thận nhìn như kiểu bị UFO nó rọi đèn. nói chung là chúng ta cũng nên nghiên cứu tí xíu về kiểu mà không ạ, hình như là cái tạo cách hai á. Đúng rồi, tạo Xin nắng và chào bụi, tất cả đúng rồi, các đó đó. bạn, mình là Nguyễn Hoàng. Rồi, đó là những cái cách blend màu cơ bản cũng như là tạo tia nắng. Rồi, kia các bạn còn thắc mắc gì hay không? Đúng rồi, cách một thì nó sẽ thật hơn bởi vì nó có mình xác định được cái điểm tụ
tại vì nó có điểm tụ, người ta kéo nó lên chẳng hạn thì điểm tụ nó vẫn có, và những cái đường đó nó Con đổi đổi màu bóng bóng trắng thành bóng bóng màu đỏ đi. đổi màu bóng bóng trắng rồi. Cái này mình sẽ phải tạo vòng tròn. Xem bộ này chưa, chắc ăn thì cứ tạo vòng tròn đợi vào bong bóng. Trời ơi sao scream xong cái máy nó chậm dữ vậy ta. Kiểu hôm qua phá bà, bữa nay bà trả thù sao ta. Stream xong mà cái máy nó giật. Rồi ok, mình sẽ tạo được cái vùng chọn là trong cái đáy màu trắng này ha. Rồi, tạo được rồi. Thì mình sẽ tạo một lớp solid color. Click ok. Ừ, quay trở lại cái layer mask hồi nãy. Blur nè. Giờ xem blur. Để cho cái đường chọn hồi nãy nó mềm đi chút xíu ha. Chỉ tí xíu thôi. Click ok. Và đây mình sẽ sử dụng là color. Yêu. Thường những cái này nó không có vị màu trắng nó khó. Có đâu, bên máy em nó cũng duyệt đập ầm. Ok. Supply. Ý vào khi chúng ta vào cái này thì nó sẽ ok hơn, ví dụ như là chúng ta sử dụng những cái màu khác chẳng hạn. Đại khái là chúng ta sẽ sử dụng color. Đúng rồi. Màu trắng nó gần như là chết rồi đấy. Thì mình nếu mình tạo theo cái cách này thì nó sẽ nhìn nó sẽ tự nhiên hơn, bởi vì mình sẽ thấy được những cái vùng ở hình gốc thì nó sẽ hơi xám xám chuyển sang trắng chứ nó không có trắng toàn bộ. Nếu chúng ta xử lý đàng hoàng á, thì nó sẽ không có bị cháy. Nếu nó cháy rồi coi như bỏ rồi, bôi thêm mà thôi. Còn những cái phần mà nãy giờ mình chỉnh lúc nào mình cũng phải căn chính xác được là cái vùng sáng nó không bị sáng quá. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái lớp ở dưới này nó sẽ hơi bạc bạc và trên này nó trắng. Nó sẽ chuyển từ bạc sang trắng khi chúng ta thêm cái blending mode là color, thì nó sẽ chỉ sử dụng những cái màu này ép vào những cái vùng mà có color thôi, trừ màu trắng ra. Tức là nó sẽ cho chúng ta cái độ chuyển từ xanh lên và nó sẽ nhìn nó thật hơn. Rồi ok, các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Làm sao đổi quả bong bóng phải như quả cà tím kia kìa. Ok, cái đấy chắc chỉ có một cách duy nhất là bôi thêm mà thôi. Mà thường bôi thêm và nhìn nó không có gì, không có đâu ra đâu hết. Ai, tạm thời mình đang bó tay cái phần đấy. Nếu mà đổi màu hoàn toàn. Hiu ha. Hiu thì khó, mình coi thử coi. Nếu mà đây đây để hiu coi. Oh. Hue saturation và colorize nó cũng giống như là mình tạo cái color này mà có tạo cái solid color và có color thôi, nó cũng không khác gì, tại vì nó không có chuyển hết sang màu tím được, chuyển hết màu được, màu trắng gần như là nó chết rồi, bó tay, nói chung là bó tay cái màu trắng. Nào sáng sáng mà nó ra được vậy thôi. Nhân đôi lên cũng vậy à. Nhân đôi thì nó chỉ làm cho những cái màu nó tương đối nó đậm hơn một chút xíu thôi. Rồi ok, thì coi như là chúng ta có cái cách làm gọi là chữa cháy.
Còn nếu như mà muốn cái bong bóng này nó màu đỏ chẳng hạn, rủ mẫu ra chụp lại sử dụng bong bóng màu đỏ nha. Hoặc là chúng ta sử dụng chắc ăn sau này mà mình muốn đổi kiểu gì cũng được á, thì kêu mẫu là cầm bong bóng nó màu xám á. Đó, kiểu cầm bong bóng màu xám á thì nó sẽ hay hơn. Cái kỹ thuật ở đây đa phần là cái chính là chúng ta biết là đổi màu á, chỉ sử dụng tới màu không á, không có đụng tới cái những cái khác á, thì chúng ta sử dụng cái mod, blending mod là color. Selective color thì chắc chắn là không được rồi. Ok, chuyển hết màu cây ở phía sau thành màu vàng. Rồi, sẵn tiện nói lại cái về cái hue saturation. Đổi hết màu xanh sang màu vàng. Chúng ta sẽ sử dụng là green. Và khi chúng ta chỉ để như thế này và chúng ta giảm đi á, thì màu cây nó không có thay đổi tốt. Bởi vì chúng ta nhìn được xuống phía dưới này chẳng hạn, xuống phía dưới này này, thì nó sẽ có cái thanh mà nó gọi là cái thanh nói chung là thanh mà nó sẽ, đúng là thanh hue. Thanh hue trên cái dưới này là cái kết quả và cái trên là cái ảnh gốc của chúng ta. Chúng ta kéo qua để mà nó ảnh hưởng, ví dụ như là trong cái vùng màu xanh này chúng ta thấy là màu xanh, nhưng mà trong này thật ra là nó sẽ có cả màu vàng, màu cyan cũng có đó. Thì chúng ta sẽ kéo ra một chút xíu và chúng ta đổi cái màu muốn cho nó sang màu gì chẳng hạn, đổi cái sang màu vàng một chút xíu, màu vàng đâu, vàng vàng rồi, tạm thời vậy. Tức là cái vùng tác động của chúng ta đã cao hơn rồi đó, nó chỉ không chỉ là màu xanh green đó, và mà nó cho chúng ta một chút của màu vàng, một chút của màu blue, một chút của màu cyan đó, thì nó tác động một cái như vậy thì nó sẽ đồng đều hơn. Rồi ok, bây giờ còn ý kiến gì không, còn thắc mắc gì không? Đổi màu này người ta hay xài hệ màu lab. Nếu như màu lab thì em thường ít khi xài, bởi vì màu lab thì bây giờ nó có cái color với luminosity rồi. Còn màu lab thì nó, ok, đại loại vậy. Thay bầu trời. Ok, thay bầu trời này thì nó sẽ hơi tốn thời gian một chút. Thay bầu trời này thì ok, để tìm cái stock nào có thay bầu trời coi. Đây. Đây mình sẽ có cái stock này. À, bỏ cái này đi ha. À, bỏ luôn cái này đi. Nãy giờ chẳng động tới. Ok, mình sẽ thay bầu trời. Ở đây thay bầu trời như sau. Xử lý bầu trời, chúng ta sẽ có hai cách. Thứ nhất là cho đơn giản một cái là chúng ta sẽ giảm làm cho bầu trời nó sâu xuống. Và thứ hai là chúng ta sẽ ghép cái bầu trời khác vào, nếu như là cái bầu trời cũ nó bị gọi là hơi bị sáng quá và nó dạng là cháy rồi đó, không có màu để chúng ta làm sâu rồi á. Ok, thì cái bước làm sâu đầu tiên á, thì dễ nhất là break time à. Ok, break time đi. Rồi, kết thúc được chưa? À, bây giờ mình bắt đầu lại nha. Ok, bây giờ mình sẽ bật cái stop này lên, ảnh gốc, và mình sẽ tìm một cái hình có mây trong này. À quên, đây trước đi. Đây, cái thứ nhất, chúng ta sử dụng cái hình gốc mà chúng ta không muốn thay thay nền mây. Thì sao? Ok, thì cái ảnh này mình không muốn thay cái hình khác, bởi vì cái mây này mình cảm thấy nó đẹp rồi. Mình chỉ có một cái vấn đề duy nhất là cái bầu trời này nó đang đều màu quá. trong tự nhiên các bạn có thể thấy là ở trên cái phần trên thì thường nó sẽ tối hơn một chút so với phần dưới. Tức là chúng ta sẽ phải làm cái phần trên này nó tối dần, và không, nó tối rồi nó sáng dần trở lại, thì nó sẽ làm cho chúng ta cái bầu trời nó sẽ gọi là có cái độ sâu màu hơn. Ok, thì mình sẽ tạo một cái layer mới, layer trống ha, Ctrl Shift N thêm.
và tạo một layer chuyển từ màu trắng à, màu đen sang màu trắng và kéo xuống tới đây thôi. Rồi, ok, thì tới đây mình sẽ sử dụng tiếp là shop lại. Cái này shop lại là đẹp hơn. Vậy nếu vậy shop lại thì mình sẽ cần cho shift n và cho cái foreground lên màu đen. Và đây mình sẽ sử dụng cái này đó trong suốt phần dưới ha. Và click kéo từ trên xuống. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng là shop lại. Thì các bạn có thể thấy là trên là tối hơn, xuống đây là sáng hơn. Rồi ok, đấy thì rất là cái cách làm mà cực kỳ đơn giản và nhanh nhất, là không cần phải thay nền, thay mây, thay miếc gì cả. Chỉ có kéo màu đen trong suốt xuống rồi để supply hoặc overlay tùy các bạn. Như đây mình thấy supply thì nó tương đối ổn. Rồi, thì cách thứ hai nữa thì chúng ta sẽ thay trời, thay hẳn luôn. Ví dụ như là đây cái màu xanh da trời này mà nó hơi vớ vẩn chẳng hạn, là mình sẽ chán bỏ. Đó, thì nó sẽ không đẹp. Không có mây, không có gì cả. Sau, trong một số trường hợp thì chúng ta sử chụp mà nó cái góc độ nó không được tốt hoặc là không có filter ND gì đó chẳng hạn, thì nó sẽ cho chúng ta cái bầu trời nó màu sáng trắng thì nó không có đẹp. Thì nó không có đẹp lắm, cho nên chúng ta cần là phải làm sao thay được cái mây vào. Thì đây cái đầu tiên chúng ta phải chọn được cái vùng, chọn được cái vùng. Thì đây cái cách nhanh nhất á, mình sẽ cần Ctrl+J ảnh góc lên và sử dụng cái công cụ là Select Color Range, tức là cũng sẽ đúng là cái filter CPL. Thì cái sử dụng Color Range tức là mình sẽ chọn màu theo không chọn vùng theo màu. Thì đây các bạn có thể thấy cái miêu tả ở dưới này ha. Thì đây mình sẽ khi mình click đại này thì nó sẽ cho chúng ta cái vùng chọn đang có. Ví dụ như đây mình thấy chưa đủ, mình sẽ đè phím Shift ha và cộng thêm, click thêm ở một số vùng ở dưới này mà mình thấy là nó có nhưng mà nó chưa chọn cho mình. Click thêm vào. Rồi, tăng cái này, tăng giảm để mà tăng cái cường độ vùng chọn. Mình thấy ok. Và mình click ok. Thì chúng ta sẽ có cái vùng chọn như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái group đi, tạo group và click vào layer mask. Nó sẽ cho chúng ta cái mask của cái group này. Thì trong cái group này thì mình sẽ thêm mây trời vào. Bây giờ mình sẽ tìm một cái stock mây trời nào đấy chẳng hạn. bao nhiêu cứ tặng hết cho Phúc đi. Linh tinh nè. Texture mình có một đống mây trong này. Cloud chọn cái mây nào đấy mà các bạn thấy phù hợp. Các bạn có thể lên Google search thì nó cũng ra. Như đây mình sẽ lấy cái này đi, để kéo thả thôi. Rồi, đây nó tương đối thấp thì mình sẽ cho nó thấp thấp chút xíu. Rồi click OK và cho cái này vào trong cái folder chúng ta. Các bạn có thể thấy là nó đã tương đối cái mây này chưa tốt lắm. Mình sẽ chọn lại vào cái layer, vào cái mask ha, vào filter ha, blur, chọn Gaussian blur và cho nó cái biên độ nó hẹp vào chút xíu là thấy tương đối ổn rồi. Cái cách mà thay mây là nhanh nhất. Rồi ok, see it mây. Mây thì dễ mà, các bạn lên đây nè, image. Ok em nghe chị Uyên ơi. Sky cloud chẳng hạn này, cái cloud với sai. Ok, có viền trắng. Viền trắng đây xử lý đâu rồi. Option 3. Dynamic X. Giảm cái Shift X đi chút xíu. À đâu, tăng thêm đi. Tăng cái Shift X đi.
để nó liếm sâu vào chút xíu nữa. Rồi ok, mặt. À, làm lại ha. Thì ở đây sau khi mà chúng ta đã tạo được cái này rồi, có cái layer mask rồi, thì mình sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào cái property, property của nó ha, và chọn mask x, tức là cái viền của cái mask, xử lý nó giúp chúng ta xử lý cái viền của cái mask. Và ở trong cái phần refine mask này thì nó có cái phần ở dưới là gọi là shift x, tức là nó cho chúng ta tăng giảm cái vùng biên. Tức là khi chúng ta ở vùng biên này thì mình đang là chọn cái phần ở trên, cho nên là khi chúng ta tăng thêm thì nó sẽ lấn 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 ra ngoài này, tức là nó sẽ lấn thêm vào trong cái cây, tức là nó sẽ bớt đi cái vùng thừa của cái cây mà mình chưa chọn hồi nãy, chưa tạo vùng được hồi nãy đó. Tùy sẽ tăng lên, ví dụ như là tăng lên nhiều quá thì nó sẽ lẹm vào cái cây, nó mất nhiều quá thì nó không có tốt lắm. Để tăng lên khoảng cỡ 40, click ok để nó sẽ mất cái vùng ấy đi đó. Đây có thể thấy trước và sau này. À, cái vùng trắng nó bị lẹm vào đấy ha, trước này sau này, trước này sau này đó. Thì đó là cái tác dụng của cái shift x trong cái mask x này ha, shift x x đó sao. Đào sao chị Uyên. Đây, đây đó là cái cách ghép mây và xử lý cái viền của cái mask. Em không biết là em cũng refine edge rồi dùng brush tô viền đó cũng được nhiều cách, nhưng mà cái cách mà shift x thì nó tốt nhất, bởi vì nó dựa trên cái này. Cái này không có phím tắt, các bạn vào Windows ha và chọn property, click cái nó hiện ra cái property. Khi chúng ta chọn vào cái mask ha, thì nó sẽ sử dụng, nó hiện lên cái property của cái mask, và các bạn chọn mask edge chẳng cái có nó sẽ có cái shift x này, nó cho chúng ta tăng giảm, ví dụ như là mình giảm đi thì nó sẽ lấn thêm cái đống hồi nãy vào, hoặc là đây mình sẽ tăng lên chẳng hạn, thì nó sẽ lấn vào, sẽ khử bớt cái vùng thừa màu trắng đi đó. Thì nó là cái mask edge trong property của cái layer mask. Chúng ta click vào những cái khác là nhiều khi nó không ra đâu ha, phải click vào đúng cái layer mask này, nó sẽ có cái property của cái mask. Rồi các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Rồi các bạn còn thắc mắc gì không? À, còn một cái lưu ý nữa. À, cái property này thì nó là cái đại khái là nó là cái hiệu chỉnh của toàn bộ, ví dụ như là đây mình tạo một cái layer curve chẳng hạn, thì cái property này nó sẽ hiện ra của cái curve. Khi chúng ta click vào đây, nó sẽ property này nó sẽ là hiện ra của cái mask, nó là cho chúng ta điều chỉnh như này. Mặt trời đâu anh Phúc, cũng còn tùy chứ, ví dụ như cái này mình thấy mặt trời nó có vẻ đang là ở phía sau người nhìn, phía sau người chụp á. Làm lại layer mask, ok, làm lại layer mask nè. À, sẽ lại cái trời vứt này đi, rồi làm lại layer mask nè, click lại vào đây ha, click vào đúng cái layer mà mình đang muốn chọn này, vào select nè. Color range, click chọn cái vùng màu để phim ship ha, chọn thêm ở những cái vùng màu, click ok, tạo folder mới, click layer mask là nó sẽ app layer mask này vào, rồi lấy cái mây trời ghép vào, rồi tới đây vào cái property tăng ship x này và click ok, xong. Nhanh không? Và ông bay hồi nãy đúng rồi, cũng vậy luôn, được hết. Cứ cái gì mà có layer mask ấy, là mình xài được cái mask x hết, nó cho chúng ta tăng giảm cái độ mượt mà này nọ tùy. Hôm thứ ba mày hứa chỉ sớm và thể khó nhất. Thôi cái đấy để tuần sau đi. Rồi ok, vậy mọi người còn thắc mắc gì nữa hay không? Ô, nhanh quá ha. Ừ, cái nãy nãy mình làm lại thì nó hơi nhanh thật. Nhưng mà nãy mình đã có làm đầu tiên rồi. Các bạn có thể coi lại cái clip này vào ngày mai ha. Rồi, mọi người còn thắc mắc gì không?
Không đúng không? Chị Uyên có thắc mắc gì không chị Uyên? Làm sao chỉnh ảnh đẹp để có bạn gái? Cái này bạn nên chơi guitar thì chắc là chơi guitar, mấy thằng học chơi guitar nó cưa gái tốt hơn, như mấy thằng chỉnh hình nó chẳng cưa được đâu. Rồi ok, nếu mình không còn gì nữa thì này muốn hát không? Chị Uyên lên làm bài chị Uyên ơi. Chị Uyên ơi hát đi. Làm màu vintage thì các khi nào mình làm tút riêng đi, nó dễ hơn. Tại nãy giờ làm màu cũng nhiều rồi. Chỉnh ảnh thêm nét. Cái này thì nhanh. Chỉnh ảnh thêm nét. Đây. Chỉnh ảnh thêm nét thì các bạn là tạo layer mới ha, Ctrl J ha. Ôi, lại hỏi nữa. Filter ha, sharpen, nó sẽ có một đống cái unsharp mask rồi smart sharpen. Các bạn có thể học mò thêm trong đấy thì tốt hơn. Thì bây giờ cũng trễ rồi, chúng mình cũng không có giải quyết thêm được. Nãy sáu mấy người, giờ còn bốn mấy, gần 50. Đúng rồi, nên muộn thì mày mày lên YouTube coi lại đi. À, chị bên này hát đi. Rồi mai các bạn vào trang hpphotoshop.com sẽ có làm tia nắng. Làm tia nắng mình có hai cái tút luôn, hai cách tạo tia nắng khác nhau luôn. Ở trong website của mình á, các bạn có thể vào coi. Nó là cái vào channel thôi. Sao bạn Ngọc Trâm, Ngọc Nam Trân. Mai không có, mai không có. Cái giao lưu này thì có thứ hai, thứ ba và thứ năm là ngày hôm nay, mỗi tuần hàng tuần. Thứ hai là của anh Trần Công, là thiên về manip nhiều hơn. Tới thứ ba là của chị Uyên, và thứ tư là của mình. Rồi ok, vậy coi như là cái dream giao lưu Photoshop và bữa nay là xong ha. Mình kết thúc. Bây giờ còn ok, tạm thời cứ kết thúc vậy đây.